công ty Best Buy Việt Nam xin giới thiệu khuôn nướng đa năng FlavorChef, một dụng cụ tiên tiến và vô cùng tiện lợi, sẽ nấu tất cả các món ăn tươi ngon và đông lạnh của bạn chỉ với phân nửa thời gian mà không cần phải dùng nhiều dầu mỡ, và dĩ nhiên là không cần phải tốn công lau dọn. Đúng vậy, với khuôn nướng điện đa năng FlavorChef, bạn có thể lấy thức ăn đông cứng từ tủ lạnh và chế biến thành bữa ăn tuyệt vời chỉ trong vài phút với hương vị tuyệt hảo. Bạn thấy đó, khuôn nướng đa năng FlavorChef tích hợp tất cả các chức năng từ những thiết bị này vào trong một thiết bị điện duy nhất. Nó vô cùng đa dụng khi có thể nướng, rồi chiên, sấy, hun khói, BBQ hay thậm chí là nướng bánh nữa. Giờ đây việc nấu ăn đã trở nên thật dễ dàng, cực kỳ nhanh chóng và như ý 100%. Bạn chỉ cần đặt thức ăn vào, vặn nút hẹn giờ và chọn nhiệt độ thích hợp. Vậy là xong, khuôn nướng điện đa năng FlavorChef sẽ đảm nhận tiếp công việc nấu ăn thay cho bạn. Và khi bạn nghe một tiếng đinh, nghĩa là đã xong. Khuôn nướng đa năng FlavorChef đã tự động ngắt và thức ăn của bạn vừa được nướng chín ngon theo thời gian và nhiệt độ đã chọn đấy. Bí quyết ở đây chính là bộ phận tạo nhiệt kép và thiết kế có hình vỏ sò, có thể nấu nướng ở mặt trên và mặt dưới cùng một lúc. Các bạn hãy xem này, khi nhiệt độ ở mặt trên và mặt dưới nóng lên cùng lúc, nó sẽ làm nóng lên cả trên và dưới thức ăn, làm chín đều hai mặt và giữ nguyên hương vị ngon tự nhiên của món ăn. Vậy là bạn đã có một món ăn thơm ngon, hấp dẫn, đậm đà hương vị mà chỉ tốn có một nửa thời gian. Đặc biệt, khuôn nướng điện đa năng này có bề mặt nướng bao gồm 6 lớp phủ chống dính độc đáo, cứng và bền như đá. Nhờ vậy thức ăn sẽ không dính và dụng cụ nấu ăn cũng không thể làm chảy. Hãy xem cái chén nhựa này nóng chảy ra ngay trước mắt bạn. Và rồi khi tôi kéo lên, nó không hề bị dính lại. Thật đáng ngạc nhiên. Với bề mặt siêu chống dính như thế này, chúng ta không cần phải thêm dầu mỡ. Như vậy bạn có thể thưởng thức hương vị tự nhiên mà không sợ dầu mỡ thừa hay lượng calo bạn không mong muốn. Và khi thức ăn không bị dính, việc cọ rửa vô cùng đơn giản, chỉ cần lau qua bằng một miếng vải ướt mà thôi. Thật độc đáo vì đây là một nồi điện kép, có thể nướng trên một mặt hoặc mở ra để có thể nướng trên hai mặt cùng một lúc. Chức năng của thiết bị này là vô tận, trong khi thức ăn và hương vị nó làm ra thì vô cùng tuyệt hảo. Bạn hãy sở hữu ngay một chiếc khuôn nấu nướng đa năng FlavorChef với đầy đủ sách hướng dẫn nấu ăn và chiếc gắp bằng silicone chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí với mức giá ưu đãi. Chúng tôi đảm bảo hoàn lại tiền trong vòng 10 ngày. Nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm,